Mới mở bán chưa đầy 8 tiếng, đối thủ VinFast VF E34 chốt được gần 1.600 đơn hàng. Theo sau thị trường nội địa, mới đây MG4 2023 đã dục dịch gia nhập thị trường Thái Lan và nhận được kỷ lục tới 1.598 đơn hàng chỉ sau chưa đầy 8 tiếng mở bán. Điều thú vị về MG4 Electric là Sait Motor Corporation, nhà phân phối chính thức xe MG tại Thái Lan, vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin chính thức nào về E5, thậm chí không có giá bán. Tất cả những gì họ đã tiết lộ là EV sẽ được bán với hai biến thể, đó là MG4 Electric D và MG4 Electric X. Với kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.287mm x 1.836mm x 1.504mm cùng chiều dài cơ sở 2.705mm, MG4 2023 là mẫu ô tô điện thuộc phân khúc hatchback cỡ C. MG4 2023 sở hữu nhiều trang bị và tính năng hiện đại có thể kể đến như cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay Android Auto, cổng sạc USB, sạc điện thoại thông minh, hệ thống điều hòa tự động có tích hợp tính năng lọc bụi mịn PM2.5. Các tính năng an toàn trên xe có thể kể đến như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo áp suất lốp, kiểm soát phanh khi ôm cua, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, camera 360 độ, cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp. Tại thị trường Trung Quốc, MG4 2023 có hai tùy chọn về gói pin, bao gồm gói Standard Range và gói Long Range với công suất tối đa lần lượt là 170 mã lực và 250 Nm và 203 mã lực và 250 Nm. MG4 2023 có phạm vi hoạt động cao nhất lên tới 452 km sau một lần sạc đầy. Tại quê nhà, MG4 2023 có giá bán khởi điểm từ 454 triệu đồng. Ngoài ra, mẫu xe này cũng từng xuất hiện tại triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2022 và được đồn đoán là sẽ ra mắt khách Việt trong thời gian tới.